Hồng Vân tự hào khoe con trai lớn, Thúy Nga tiết lộ nhiều bất ngờ về cậu bé 21 tuổi này. Nghệ sĩ Hồng Vân khiến fan hâm mộ rưng rưng và tỏ lòng ngưỡng mộ cô là một người mẹ tuyệt vời tâm lý khi đăng tải lời chúc mừng sinh nhật con trai. Ngày 12 tháng 11 là sinh nhật lần thứ 21 của Trê Phi, tên thật là Khôi Nguyên, người con thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhân sinh nhật cậu con trai cưng duy nhất, nghệ sĩ Hồng Vân đã gửi lời chúc đến con trên trang cá nhân. Trê Phi yêu thương của mẹ, vậy là 21 năm mẹ con mình đồng hành cùng nhau rồi đấy. Bắt đầu từ 12 tháng 11 năm 1997 con nhỉ. Hôm qua mẹ đi quay một cảnh phim là trong ngày sinh nhật của mình, thằng con trai đột ngột trở về và tạo bất ngờ cho mẹ. Lúc về ngồi trên xe nghe CD của con, nghe giọng hát của con, tự dưng mẹ nhớ con cồn cào. Và chợt giật mình nhớ lại cách đây 21 năm, ông trời đã tặng con cho mẹ cũng đúng thời điểm này. Chàng trai của mẹ nay đã trưởng thành rồi, mẹ rất tin là nếu không còn mẹ đồng hành bên cạnh, con cũng vẫn luôn là niềm hạnh phúc của cả gia đình và luôn xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người đã dành cho con. Chưa bao giờ ngừng yêu thương con, chúc con trai mẹ sẽ là một người chồng tốt, con ngoan và là người có ích cho xã hội con trai nhé. Trê Phi là con trai riêng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái, vậy nên không khó để lý giải cho việc nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự, nghe giọng hát của con tự dưng mẹ nhớ con cồn cào. Cậu con trai 21 năm trước ông trời ban tặng cho Hồng Vân nay đã lớn khôn trưởng thành. Cô không giấu nổi niềm xúc động và cũng thể hiện sự tin tưởng rất lớn cho con trai. Cô chúc con trai Trê Phi khi trưởng thành sẽ là một người chồng tốt, con ngoan và là người có ích cho xã hội. Bên dưới dòng trạng thái của Hồng Vân, đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt cũng gửi lời chúc đến chàng trai Trê Phi sẽ được ước mơ thành công và sẽ là niềm tự hào của mẹ Hồng Vân. Danh hài Thúy Nga thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi đến cậu con trai sinh năm 1997 của Hồng Vân. Ai mà giờ làm vợ Trê Phi là đúng có phước lớn luôn chị Hồng Vân nè. Đẹp trai thông minh, con nhà giàu, lại ngoan mà có tố chất nghệ thuật của mẹ. Và điều đặc biệt là Trê Phi có một bà mẹ thật tuyệt vời và đầy tâm lý. Tròn 21 tuổi, Trê Phi gây ấn tượng với chiều cao 1m80 cùng ngoại hình điển trai, sở hữu máu nghệ thuật từ mẹ. Từ nhỏ, cậu bé đã đam mê ca hát, tham gia biểu diễn trong các chương trình, sự kiện tại trường. Hồng Vân cũng luôn sát cánh bên con trai, là chỗ dựa vững chắc cho cậu bé trong hành trình trưởng thành của con.